lại với kênh Kim Hân Vlog và chú Trần Ninh. Hôm nay Kim Hân và chú Trần Ninh sẽ gửi đến quý vị khán giả một chích đoạn trong vở cải lương Đêm Lạnh Xung Quanh. Xin mời quý vị khán giả cùng thưởng thức. Sáng mai này ta trở lại Giang Nam bảo xin ơi. Đêm nay giữa cánh trường cô liêu, ta gối đầu trên thềm giấc mơ yêu, đắm hồn vào mộng liêu cay để yêu em được trọn đời, không ngăn cách bởi biên thùy. Sau đêm này và cả đêm nữa đây, em vẫn yêu một mình anh. Dù chia lìa tình đôi phương cách ngăn, bảo xuyên ơi ăn bùi ngồi thương về phương ấy, chỉ thấy xa xa coi xuân vắng mờ mịt, và mùa thu đã chết từ hôm nào. Chia xa thì thà xưa kia đừng bao giờ gặp gỡ,
chén rượu ngày xưa không ngọt ngào, tình nghĩa thì chung rượu ngày nay đâu cay đắng nỗi thương sâu. Không bước vào đường yêu thì đâu tan vỡ giấc mơ đầu. Bao xin ơi định mạng sau phủ phàng ngang trái xuôi, chúng ta phải đổi ngã chia lìa. Chốc lát nữa đây chúng mình chia cách, rượu đắng trình không biết một lần thôi. Men sầu tê buốt đôi môi, núi sông dời dời ngăn đôi duyên mình. Một mối tình ngang trái sẽ đi vào cõi chết hôm nay. Sơn ơi, tại sao chúng mình lại chém giết lẫn nhau khi em và anh vẫn một lòng thương tương? Khi ai chúng ta không thù không quan, hoàn cảnh chi đâu mà cái nghiệt bao ta. Tiết mục của hai chú cháu khép lại ở đây. Cuối lời xin kính chúc sức khỏe đến quý vị khán giả. Nếu có yêu thương Trần Nên và Chim Hân thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho Chim Hân và chú Trần Nên. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo ạ. Bóng